các Phật tử vòng qua bên phải biển Hương Thủy tích tập Bảo Hương Tạng. Lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Trang Nghiêm, trong biển đó có thế giới trùng tên là Phổ Vô Cấu, dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thẻ. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại gọi một tiếng các đệ tử của Phật. Vòng về phía bên phải biển Hương Thủy tích tập Bảo Hương Tạng, lại có biển Hương Thủy tên là Bảo Trang Nghiêm, trong biển Hương Thủy đó có thế giới trùng tên là Phổ Vô Cấu dùng thần biến thanh trong tất cả hạt bụi cõi Phật làm thẻ. Trong đó, phương dưới cùng, có thế giới tên là tịnh diệu bình đán, hình như thân bóng, nương tất cả biển quang luân bóng mà trụ. Có đủ thứ mây trên đàn, mani, chân châu, che phủ phía trên. Có các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh thuần biết thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là nàng tội phục vô đằng tràng. Phía trên thế giới phổ vân cấu, có 20 tầng thế giới. phường dưới cùng có thế giới tên là tịnh diệu bình đán, hình trạng như thần báu nương tựa tất cả biển quang luân báu mà trụ. Có đủ thứ mây trên đàn mani chân châu che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là nàng tuổi phổ vô đằng tràng đang chuyển pháp lân giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm, được Phật ở thế giới đó hiệu là Liên Hoa Vệ Thần Thông Vương. Phía trên thế giới tịnh diệu bình đán, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thức Nhiên Diệu Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Liên Hoa Vệ Thần Thông Vương đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là vi diệu tướng lơn tràng đức phật ở thế giới đó hiệu là thập phương đại danh xưng vô tận quang phía trên thế giới tất nhiên diệu trang nghiêm trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là vi diệu tướng lơn tràng thế giới đó có vị phật hiệu là thập phương đại danh xưng vô tận quang đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Diệu Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Đại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỷ. Phía trên thế giới vì diệu tướng luân tràng, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diễm Tạng Ma Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Đại Trí Huệ Kiến Văn Giai Hoan Hỷ, đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Lực tối thắng trí. Phía trên thế giới diễn tạng Ma Ni Diệu Trang Nghiêm trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Trang Nghiêm, thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Lượng tối thắng trí đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là xuất sinh tịnh vi trần, đức Phật ở thế giới đó hiệu là siêu thắng phạm. Phía trên thế giới diệu hoa trang nghiêm trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là xuất sinh tịnh vi trần, thế giới đó có vị Phật hiệu là siêu thắng phạm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là phổ quang minh biến hóa hương đức Phật ở thế giới đó hiệu là hương tượng kim cang đại lực thế phía trên thế giới xuất sinh tịnh vi trần trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là phủ quang minh biến hóa hương thế giới đó có vị Phật hiệu là hương tượng kim cang đại lực thế đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là quang minh toàn Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng. Trên thế giới Phổ Quang Minh biến hóa hương, trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi có Phật, có thế giới tên là Quang Minh Toàn. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Nghĩa Thành Thiện Danh Xưng. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi có Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Tỷ Quang biến chiếu. Phía trên thế giới Quang Minh Toàn trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Anh Lạc Hải, thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Tỷ Quang Biến Chiếu đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Đăng Tràng, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Cứu Kính Công Đức Vô Ngại Huệ Đăng. Phía trên thế giới Bảo Anh Lạc Hải trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Hoa Đăng Tràng. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là cứu kính công đức vô ngại Huệ Đăng đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật. Phía trên thế giới Diệu Hoa Đăng Tràng trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thiện Xảo Trang Nghiêm thế giới đó có vị Phật hiệu là Huệ Nhật Ba La Mật đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trên đàn hoa phổ quang minh, Được Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Biên Huệ Pháp Giới Âm. Phía trên thế giới Thiện Giảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Trên đàn hoa phổ quang minh thế giới đó có vị phật hiệu là vô biên hoại pháp giới âm đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là đế võng tràng đức phật ở thế giới đó hiệu là đăng quang hồ chiếu phía trên thế giới trên đàn hoa phổ quang minh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là đế võng tràng thế giới đó có vị phật hiệu là đăng quang hồ chiếu đang giáo hóa chúng sinh Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Pháp giới Nhật Quang Minh. Phía trên thế giới đế võng tràng trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Tịnh Hoa Luân, thế giới đó có vị Phật hiệu là Pháp giới Nhật Quang Minh đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Đại Hoa Diệu, đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm. Phía trên thế giới Hít Tịnh Hoa Luân trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Đại Hoa Diệu. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Vô Biên Công Đức Hải Pháp Luân Âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là Đồng An Trụ Bảo Liên Hoa Trì. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Khai Thị nhập bất khả tư nghỉ trí. Phía trên thế giới hiện đại oai diệu trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là đồng an trụ bảo liên hoa trì thế giới đó có vị Phật hiệu là khai thị nhập bất tư nghỉ trí đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là bình thản địa đức Phật ở thế giới đó hiệu là công đức bảo quang minh vương phía trên thế giới đồng an trụ bảo liên hoa trì trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là bình thản điện thế giới đó có vị phật hiệu là công đức bảo quang minh vương đang giáo hóa chúng sinh phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi phật có thế giới tên là hương mani tụ đức phật ở thế giới đó hiệu là vô tận phước đức hải diệu trang nghiêm phía trên thế giới bình thản điện trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hương Mani Tụ, thế giới đó có vị Phật, hiệu là Vô Tận, Phước Đức Hải Diệu Trang Nghiêm, đang giáo hóa chúng sinh, phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh, Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Đẳng Lực Phổ Biến Âm, phía trên thế giới Hương Mani Tụ, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Vi Diệu Quang Minh, thế giới đó có vị Phật hiệu là vô đẳng lực phổ biến âm đang giáo hóa chúng sinh. Phía trên trải qua các thế giới, nhiều như số hạt bụi có Phật, có thế giới tên là thập phương phổ kiên cố trang nghiêm chiếu diệu, hình trạng tám cạnh nương biển tâm vương mà ni Luân, mà trụ. Có mây màng trang nghiêm tất cả bóng che phủ phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phổ Nhãn Đại Minh Đăng. Phía trên thế giới vì diệu quang minh, trải qua các thế giới nhiều hết số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thập Phương Phổ Kiên Cố Trang Nghiêm Chiếu Diệu, hình trạng tám cạnh, thế giới đó nâng biển Tâm Vương Mani Luân mà trụ, có mây màng trang nghiêm tất cả bóng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật bao bọc chung quanh để làm quyến thuộc thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật, hiệu là Phổ Nhãn Đại Minh Đăng, đang chuyển pháp luân, giáo hóa chúng sinh. Hiện tại đã giải thích sơ lược xong điểm thứ 8, thế giới trùng phổ vô cống Có 20 tầng thế giới ở trong biển hương thủy bảo trang nghiêm.